Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thì có hơn 500 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng của tỉnh Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi dịch bệnh được khống chế và đồng thời có nhiều chính sách hỗ trợ khôi phục cho sản xuất, các doanh nghiệp, cơ sở chế biến gỗ đã tự tìm ra hướng đi mới, đó là gắn sản xuất theo nhu cầu thị trường và tiêu thụ nội địa. Đến nay thì có hơn 90% doanh nghiệp đã quay trở lại sản xuất, tạo ra công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn. Xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên vốn được coi là thủ phủ của nghề chế biến gỗ ván bóc. Với hơn 100 cơ sở chế biến, mỗi ngày nơi đây tiêu thụ hàng trăm mét khối gỗ nguyên liệu. Do tình hình dịch COVID-19 ở các nước còn phức tạp, nên sản phẩm gỗ bóc làm ra không tiêu thụ được. Trước tình hình này, gia đình chị Nguyễn Thị Oanh, thôn Đồng Bằng, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, cùng nhiều cơ sở khác trong xã, đã chủ động chuyển từ sản xuất gỗ bóc sang làm nan và thang giường cung cấp cho thị trường nội địa. Theo các thương lái, thì thanh nan và thang giường được làm bằng gỗ quế của Yên Bái, hiện là mặt hàng đang được nhiều tỉnh ưa chuộng và đặt mua với số lượng lớn. Hàng làm ra đến đâu được tiêu thụ đến đó, không lệ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Bởi vì là cái ván bóc, cái giá cả nó, cái hàng tiêu thụ bất bình, nó không được như cái hàng nội địa của mình. Đấy, cái ván bóc là đi, nhiều lúc là đi Trung Quốc là nó phụ thuộc. Đấy, cái này là của mình là ổn định luôn. Đấy, nhưng chỉ có mỗi cái thuế này là nó phải theo thời điểm. Đấy, nhiều lúc nào gỗ là phải phụ thuộc theo cái vụ người ta bóc được nhiều thì mình tích được nhiều thì mình làm được 10 tháng, 1 năm, nhưng có lúc là mình không làm đủ được 10 tháng. Khó khăn do dịch bệnh lại khơi dậy tinh thần nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp cơ sở sản xuất. Từ chỗ phụ thuộc vào các đơn hàng truyền thống ở một thị trường, đến nay nhiều các xưởng gỗ bóc ở Yên Bái đã tự tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm ở những thị trường mới, đặc biệt là thị trường nội địa. Nó khó lắm, nhưng là không dám làm nhiều, phải xoay răng xẻ bây giờ thì cái hàng gì nhũng nhặn còn bán được thì mình làm. Với những hướng tiếp cận thị trường mới, sản phẩm mới trên cơ sở nguồn nguyên liệu truyền thống của địa phương, hiện nay, các cơ sở gỗ bóc rừng trồng ở Yên Bái đang dần hồi phục, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Đây cũng là hướng đi tích cực để các cơ sở sản xuất khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19.